và chúng ta thấy được là, là ngoài trừ sàn phát trên da thì ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được là có rất là nhiều những cái DeFi mà bị thanh lý tại sao? Tại vì các bạn thấy được là có rất nhiều những cái nền tảng DeFi bây giờ là cho các bạn gửi đồng tiền vào làm thế chấp để mà sử dụng ứng dụng DeFi của họ như là các bạn thấy được là một những nền tảng rất là lớn là nền tảng Maker các bạn có thể dùng Ethereum làm thế chấp sau đó là các bạn có thể tạo ra những đồng ổn định như là USDC vân vân các bạn thấy được là như là đồng Dai token vân vân các bạn thấy được là chúng ta có rất là nhiều những cái nền tảng đang cho thế chấp Ethereum bây giờ và khi mà Ethereum đi xuống đột ngột như vậy thì sẽ dẫn đến là nhiều cái tài sản thế chấp đó sẽ bị thanh lý có nghĩa là chúng ta thấy được là khi mà cái giá cả ở trên những cái sàn giảm xuống thì cái số lượng mà Ethereum dùng để mà thế chấp sẽ không còn đủ so với số tài sản mà được mượn cho nên sẽ dẫn đến những tài sản đó sẽ bị thanh lý và Ethereum sẽ bị mất đi một phần rồi phần còn lại sẽ trả lại cho những cái người mà thế chấp tại vì đó là cái tầm việc của nhiều giáo thức cho nên ngày hôm nay chúng ta mới thấy được là có rất là nhiều những cái ứng dụng DeFi liên quan tới Ethereum bị thanh lý là vì cái lý do đó tại vì giá Ether xuống đột ngột. Chúng ta thì rồi là giá cả có sự tăng trưởng mạnh trở lên và bây giờ lại trên cái đường đi xuống trở lại và có khả năng là chúng ta lại thấy Bitcoin dưới 50 000 Mặc dù là những điều đó đang xảy ra mặc dù chúng ta thấy được là có rất là nhiều những cái bài viết thì bây giờ cho thấy được là về mặt phân tích kỹ thuật đó chúng ta nhìn vào OSI chúng ta nhìn vào nhiều cái công cụ phân tích kỹ thuật khác thì cảm thấy được là giá Bitcoin đã quá cao nhưng mà với cái tình hình bây giờ chúng ta thấy được rất nhiều thông tin tốt như là chúng ta thấy được là cái số lượng những cái người mà thu Bitcoin bây giờ rất là nhiều khi mà chúng ta nói tới cái số lượng đồng định trên sàn chúng ta nói tới là bây giờ những công ty nào đang ủng hộ Bitcoin như là ngân hàng BNY Mellon như là những công ty mà đang thu Bitcoin để mà để dành Bitcoin trong công ty của họ như là công ty MicroStrategy À, các bạn thấy được là những thông tin này là những thông tin rất là tốt và chúng ta thấy được là ngay cả chúng ta nhìn vào những cái thông tin như là chúng ta thấy là bây giờ thì Michael Saylor của Michael Strategy đã bán tổng cộng là hơn 1 tỷ đô la trái phiếu và cái số tiền này sẽ được dùng để mà làm gì? Đã được dùng số tiền này sẽ được dùng để mà đi thu mua Bitcoin và các thì được là cũng như là lần trước đó Bây giờ thì Michael Saylor sẽ sử dụng cái sàn Coinbase Và ước tính là ông ta phải mua cái số lượng là 2.000 đô la Bitcoin mỗi một giây Cho đến khi nào mà một tỷ đô la đã được mua xong có nghĩa là tính theo ước tính là khoảng 5,78 ngày có nghĩa là trong vòng 6 ngày thì Michael chỉ sẽ mua hết cái số lượng 1 tỷ đô la này và các bạn thấy được là khi mà Michael chỉ bắt đầu mua thì lại thấy là giá cả đi xuống và giảm 20% hồi sáng này cho nên nhiều người cũng đặt cái câu hỏi là tại sao mà giá đi xuống để cho Michael Saylor có thể là mua giá Bitcoin tốt như vậy đây là một những điều mà được nói tới hay là chúng ta thấy được là những công ty như là Rayscale các bạn thấy được là Rayscale bây giờ tổng số tiền mà họ đang quản lý đã lên tới 42 tỷ đô la các bạn cũng còn nhớ là công ty Rayscale mà đầu năm 2020 là không tới 10 tỷ mà chúng ta thấy được là bây giờ đã lên tới 42 tỷ đô la. Công ty này là một công ty mà cho chúng ta thấy được một cách nhìn là hiện bây giờ rất nhiều những nhà đầu tư lớn rất quan tâm đến đầu tư vào Bitcoin và trong crypto. Cho nên chúng ta mới thấy được là cái tổng số vốn hóa quản lý bởi Grayscale nhiều như vậy Cho nên đứng trước những cái thông tin này cộng với là chúng ta vẫn chưa thật sự thấy những dấu hiệu định đến từ on-chain Thường không có lý do gì nghĩ là giá Bitcoin sẽ có một cái đợt đi xuống và bây giờ đã là đỉnh Và cho dù là gì, đương nhiên khi mà Thường có thêm thông tin, khi mà Thường thấy được một số những cái dẫn chứng khác Thường sẽ nhất định chia sẻ với các bạn Và một chuyện thông tin khác mà rất nhiều bạn hỏi thường ngày hôm nay đó chính là thông tin liên quan tới cái điều kiện giữa SEC và công ty Ripple thì hôm nay là cái ngày mà sơ thẩm và sơ thẩm trực tuyến như là qua internet và chúng ta bây giờ vẫn chưa nhận được bất cứ một thông tin nào nhưng mà những thông tin mình thường nhận được đó đó chính là một nhân luật sư mà đại diện cho công ty Ripple đó chính là cựu phó chủ tịch của SEC Mary Jo White các bạn thấy được là công ty Ripple đã mướn một trong những người mà rất nổi tiếng đó chính là Mary Jo White làm luật sư mà trước đây Mary Jo White là chủ tịch của SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ cái đơn vị mà đang kiện đồng XRP và công ty Ripple hiện bây giờ các bạn thấy được là bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được những thông tin nào mới nhưng mà dựa theo Mary Jo White thì bà ta nghĩ là cái vụ kiện này có thể kéo dài tới tháng 10 chúng ta mới có được những cái quyết định cho nên nhiều bạn hỏi thuận là bây giờ kết quả như thế nào thực sự chúng ta không biết kết quả hôm nay chỉ là sơ thẩm chúng ta phải chờ đợi cho đến khoảng những tháng 10 mới biết kết quả nhưng liên quan đến Ripple thì hôm nay cũng có một cái thông tin không được tốt lắm đó chính là công ty Monogram đã ngưng hoạt động ngưng sử dụng đồng XRP của công ty Ripple các bạn thấy được là công ty Ripple đó thì mỗi một quý là sẽ trả một cái số tiền cho công ty Monogram này để cho họ sử dụng đồng XRP và các bạn thấy được là từ năm ngoái tới bây giờ đó công ty Monogram dựa theo những thống kê thì quý 1 của năm ngoái thôi thì cái số lượng phí mà được trả bởi công ty mà họ nhận được là đã lên tới 12,1 triệu đô la có nghĩa là công ty Ripple trả tiền cho những cái đối tác đi mà thử sử dụng mạng lưới XRP của mình và cái cuộc hợp tác này đã bắt đầu từ năm 2018 và từ lúc đó tới bây giờ đã tổng cộng cái số lượng tiền phí mà Monogram nhận được từ Ripple đã lên tới 61,5 triệu đô la nhưng mà hiện bây giờ đứng trước cái sự kiện của sec và công ty ripple thì uh, monogram đã ra quyết định là họ sẽ ngưng không tiếp tục sử dụng xrp nữa cho đến khi nào mà chúng ta có được kết quả của cái vụ kiện này và có một số bạn thì muốn Thuận chia sẻ về thông tin liên quan tới Ấn Độ. Thì thật ra mà nói nếu như các bạn nhìn vào những cái video Thuận đã từng làm về Ấn Độ đó ở trên channel này thì rất là nhiều. Và cái quan hệ giữa crypto và Ấn Độ đó rất là phức tạp cũng như là quan hệ giữa crypto và Trung Quốc vậy. Thì thật ra mà nói là crypto và Ấn Độ đã có nhiều đợt có thể nói là cũng rất là gây cứng các bạn thì là có nhiều đợt đó là Thuận nhớ là hồi năm 2019 thì đã có những cái luật được đưa ra bởi Ngân hàng Trung ương của Ấn Độ nói là không cho những cái ngân hàng mà phụ thuộc cái quyền quản lý của ngân hàng trung ương cung cấp dịch vụ ngân hàng cho những cái sàn giao dịch. Điều này khiến cho rất nhiều những cái sàn giao dịch crypto Ấn Độ đã phải đóng cửa. Nhưng mà tháng 3 của năm 2020 thì những cái sau giao dịch họ đã cùng nhau để mà kiện ngân hàng trung ương của Ấn Độ và cuối cùng cái vụ kiện này cũng đã thành công và những ngân hàng có thể là cung cấp tín dụng ngân hàng cho những cái sàn giao dịch crypto và sau đó tôi lại nghe nói tới những thông tin liên quan đến là Ấn Độ có ý định là sẽ cấm crypto thường đã làm một cái video về vấn đề này hồi năm ngoái năm 2020 và bây giờ đây vẫn là một cái tin đồn chúng ta vẫn chưa thấy Ấn Độ đưa ra một cái quyết định nào hết và chúng ta thấy được là tin tức ngày hôm nay thì nói là những người nào mà quảng bá IPO nghĩa là quảng bá những cái công ty mà lên sàn đó thì những người đó sẽ không được lưu trữ crypto. Đương nhiên các bạn theo được bài viết này nói là SEC của Ấn Độ, có nghĩa là ban quản lý chứng khoán của Ấn Độ có thể là áp dụng bắt buộc những người mà quảng bá những cái cổ phiếu cho công ty lên sàn phải bỏ crypto chúng ta vẫn chưa biết được tin tức chính thức như thế nào thường chỉ là những bằng nào mà ở Ấn Độ có thể comment bên dưới để mọi người có thể hiểu hơn tại vì bây giờ thông tin thì cứ nói là Ấn Độ sẽ cấm nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta vẫn chưa nghe một thông tin chính thức nào từ Ấn Độ và còn về việc là Ấn Độ cấm thì có vấn đề gì hay không thực ra mà nói các bạn thấy được là thị trường hầu như cũng không còn quan tâm đến Ấn Độ có cấm hay là không cấm Giống như là mới đầu khi mà nghe nói tới Ấn Độ cấm thì đã có một cái đợt xuống giá nhưng mà riết rồi cái thông tin này giống như là bị lần đi. Các bạn thấy được là giống như là chúng ta nói tới là trước đây khi mà sàn Coinbase đưa đồng này lên sàn, đưa đồng kia lên sàn thì mỗi lần mà sàn Coinbase ra thông báo là đồng nào sẽ được lên sàn Coinbase thì giá đồng đó tăng lên nhưng mà riết rồi thì cũng lần đi. Cũng giống như là các bạn thấy được là Elon Musk mới đầu khi mà thuyết về Dogecoin thì Lúc đó mọi người rất là xôn xao, giá cả tăng mạnh. Lần thứ nhì thì giá cả cũng tăng nhưng mà riết rồi Elon Musk thuyết rất nhiều về đồng Dogecoin thì giá cả hầu như đã lần đi không phản ứng. Thì cái vấn đề này cũng tương tự thôi các bạn thấy được là những lần đầu tiên khi mà chúng ta nghe nói tới Ấn Độ có thể đã cấm crypto thì dẫn đến là giá cả có phản ứng mạnh. Nhưng mà bây giờ thì nhiều người cũng đã lần đi với thông tin này. Và những bạn nào mà muốn biết chi tiết hơn về Ấn Độ cấm crypto thì các bạn thấy được chúng ta thấy có nhiều video như là cái video thường làm 5 tháng trước đây, video 708 Nếu Ấn Độ cấm BTC thì như thế nào? Và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào video thường làm cái tay 8 tháng 595 Ấn Độ dự định cấm crypto Trực để thì đây là những cái video các bạn có thể xem để hiểu thêm nhưng mà nếu như chúng ta nói tới cấm crypto đó thì đây là một điều rất là đáng tiếc đối với nước Ấn Độ tại vì chúng ta cũng đã biết là nước Ấn Độ đồ nước mà cái ngành IT cái ngành công nghệ cũng đang phát triển rất nhiều và nhất là cái giới trẻ là một cái ngành mà có thể có được rất nhiều lợi ích cho những cái giới trẻ của Ấn Độ nếu như mà chúng ta không thấy ngành crypto này phát triển blockchain phát triển trong nước Ấn Độ thì có thể nó dẫn đến nước đầu sẽ bị thụt lùi tại vì những nước khác sẽ không có ý định cấm và các bạn cũng đã biết là nếu như các bạn muốn cấm triệt đại crypto thì không thể nào nhất là chúng ta nói tới những đồng mà rất phi tập trung như là bitcoin các bạn thấy được là chúng ta chỉ có thể cấm bản thân mình sử dụng bitcoin mà thôi chúng ta không thể cấm bitcoin được đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này chúng ta nhìn trở lại giá cả thì các bạn thấy được là giá đi xuống tới cái mức lúc làm video này 50.800 nhưng mà bây giờ đã bật trở lên đạt mức là 52.000 chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi tại vì thuận cũng giống như nhiều bạn cũng đang xem coi là giá Bitcoin sẽ xuống dưới 50.000 đô và có xuống như một cái mức hấp dẫn hay là không tại vì các bạn cũng đã biết là thuận chốt lời 20% thì thuận vẫn đang còn giữ trong ví và một phần vẫn còn giữ trên sàn cho nên nếu như mà muốn mua lại thì cũng rất là nhanh chóng có thể mua lại miễn là giá cả cho thuận một cái giá nó hợp lý hơn và ở cái phần cuối của video này tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin chi tiết hơn về những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital. Trong đó chúng ta có những cái ưu đãi như là các bạn có thể đăng ký được những bonus cũng như được giảm cái phần trăm phí giao dịch. Các bạn thấy là một trong những sàn rất nổi tiếng đó chính là sàn Binance.com hay còn gọi là Binance Quốc tế. Đây là cái sàn Binance mà đã có từ năm 2017. Và các bạn thấy là đây là một cái sàn mà chúng ta có thể nhận được 20% phí giao dịch spot giảm hay là 10% phí giao dịch future giảm khi mà các bạn thông qua link của Thuận Capital Các bạn có thể bấm vào 1 trong hai link này Link màu xanh dương hay là link màu vàng Thì các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy là kickback rate là 20% Nghĩa là các bạn sẽ được trả lại 20% khi mà giao dịch ở trên sàn Binance thông qua link của Thuận Capital thì các bạn có thể là bấm vào một trong hai link các bạn đều có thể được hưởng cả hai 20% phí giao dịch spot được giảm và 10% phí giao dịch future sẽ được giảm và nhiều bạn hỏi thường là giao dịch spot giao dịch gì giao dịch spot là một cái giao dịch thông thường sàn binance các bạn thấy được đây là một cái sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ us trader nếu như các bạn là một người ở hoa kỳ thì các bạn cần phải sử dụng sàn binance us bên dưới này cũng có link đăng ký các bạn bấm vào còn về một sàn mà có hỗ trợ us trader hiện tại đó chính là sàn lmt đây là một cái sàn margin có chế độ copy trade như là các bạn có thể copy lại những cái trader khác và hiện bây giờ cũng có những cái ưu đãi độc quyền đến từ mt như là các bạn có thể là nhận được bonus cho đến cái ngày là 26 tháng 2 bonus có thể lên tới là hơn 400 đồng USDT tùy theo là các bạn nạp vào bao nhiêu tiền vào sàn Dmitry này những chi tiết sẽ bên dưới và đương nhiên các bạn tham gia bất cứ một cái dịch vụ nào ở trên danh sách này các bạn đều có thể bấm vào cái link màu xanh lá cây đây là cái link để các bạn có thể điền đơn vào nhóm những hỗ trợ đội thuong cap sẽ hỗ trợ các bạn về những cái thắc mắc liên quan đến sử dụng những cái dịch vụ này và các bạn thấy được là chúng ta có thể tham gia vào sàn margin trên nổi tiếng sàn trên buy bit thì bây giờ thì các bạn tham gia thì cái phí giao dịch tháng đầu sẽ được giảm 10% sàn Coinbase một sàn mà hiện bây giờ đã đang hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia thì bây giờ thì sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ Việt Nam đây là một cái sàn mà tôi nghĩ là ai cũng đã biết rồi các bạn có thể là tham gia thông qua liên thuận capital khi mà các bạn mua 100 đô crypto đầu tiên các bạn sẽ được tặng 10% sau khi mà đã thành công 100 đô đầu tiên sang Prime XP Team thì bây giờ có bonus 5% khi mình nạp tiền các bạn có thể là nhập cái mã thuận C để nhận được bonus này các bạn có thể bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm hay là các bạn có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi đây là một cái ứng dụng lending có lại các bạn có thể là gửi đồng Ethereum, Litecoin, Bitcoin và một số đồng khác vào trong cái ứng dụng BlockFi này và có thể nhận lại hàng tháng và bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn gửi tiền vào BlockFi Tuy nhiên các bạn gửi là bao nhiêu Bấm vào xem chi tiết, đây là một cái ứng dụng mà thường đã xài rất là lâu rồi Và đương nhiên CryptoQuant, đây là cái ứng dụng mà hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain mà chúng ta sử dụng hàng ngày Nhưng mà nào mà tham gia thông minh của Capital thì có thể nhận được 30 đô la credit lần đầu tiên Khi mà các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng và bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm Và đây là những cái thông tin mà Thuận mang đến cho các bạn liên quan đến cái ưu đãi dành riêng cho các đồng Thuận Capital Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.